Chào mừng đến với Internet của thế kỷ 20. Bạn thực sự nghĩ kênh của Phụng Nobita đáng đăng ký hơn kênh của tôi? Dạ? Cái mẹ Phụng Nobita Không còn Phụng Nobita nữa. No more Phụng Nobita. Bạn biết gì không? Chúng ta cần nhiều hơn video của ACN. Hãy cùng xem video của ACN. I'm not guilty. Bạn thực sự nghĩ ACN có lỗi hả? Bạn nghĩ bạn là thằng bỏ mẹ nào? ACN is a god. He's never wrong. Ok? ACN không bao giờ sai. Nếu ACN sai, đó là lỗi của bạn. Về lời mà chúng ta có những người sẵn sàng dành 3 tiếng lướt qua các tác hentai loli mà không thể chịu được nổi một bài đăng của một thằng furry. Oh yeah? Đăng hentai lên Facebook thì có gì là sai? Hả? Như một việc bạn quay tay ở nhà với quay tay ở nơi công cộng thì có gì khác nhau đâu. Hả? Wait a minute. Chờ một chút. Phát tán những tác phẩm đồi trụy lên trên mạng xã hội thì có vi phạm luật pháp không ta? Vậy là nó hoàn toàn bất hợp pháp. Nhưng mà ACN vẫn trong sạch. ACN không hề sai. Anh ấy vẫn trong sạch. Thứ nhất, từ bao giờ content của tôi là nhắm hoặc là dành cho trẻ con vậy? How are you so sure about that? Đây có phải là đôi mắt của một kẻ đang sắp giết người không? How do you sure about that? How could you? How dare you? I'm telling you, kênh của tôi không dành cho trẻ em. Tôi phải đặt setting nội dung không dành cho trẻ con thành setting default luôn rồi, và tôi có thể làm cả một montage dài 5 phút, à không, không phải 5 phút, dài 30 phút hoặc thậm chí là 3 tiếng về những lần mà tôi chỉ bậy trong video. À, địt mẹ mày, địt mẹ, địt mẹ, địt mẹ đây đéo phải thử thách, địt, hãy nôn, ui địt mẹ mày rồi, địt mẹ, ui địt mẹ mày rồi. Địt mẹ đéo hiểu, thằng nào đặt tên bố láo nhỉ, đặt tên địt mẹ thằng Đức. Đủ luôn, cơ mẹ đủ. Tôi lướt qua hàng trăm trang Pornhub chỉ để tìm kiếm một cái lesbian porn phù hợp với tôi. Và kể cả trẻ con có xem được ấy, thì làm sao chúng nó có thể thích đống content toxic của tôi được? How do you sure about that? Này, chúng nó sẽ không hiểu những câu nói của tôi, nhưng chúng nó sẽ không hiểu những lời châm biến hay những câu đùa của tôi. How do you sure about that? Các bạn biết tại sao tôi nói về những vấn đề trên mạng xã hội, thậm chí là nói về cả dịch Covid mà bị nghiêm cấm ấy, mà vẫn chưa bị công an bắt lên phường không? Đơn giản là vì tôi chơi theo luật. Đơn giản là vì tôi chơi theo luật. Sân chơi của tôi, luật của tôi. Không ai được làm gì tôi cả. Tôi hoàn toàn đúng. ACN cũng hoàn toàn trong sạch. Đây là channel của tôi, luật của tôi. Tôi không bao giờ xài. Dạ. Nhưng mà, và thậm chí một số fan tôi lật mặt với tôi và gửi cho tôi video này. Này, ý tôi như thế nghĩa là sao? Muốn tôi xem tới cái đoạn mà nếu các bạn mai sau có nhìn thấy tôi và ám phê và ám tiền, các bạn hãy phốt tôi thật nặng vào. Các bạn hãy làm như thế và hãy phốt tôi thật nặng vào lịch. What the fuck? Tôi ngạc nhiên rằng các bạn thực sự ủng hộ cái thằng Cường đấy, cái thằng Cường mà... Từ từ đã. Tôi hơi bối rối. Uầy. Nhưng mà ACN vẫn trong sạch. Holy shit, tao là đúng mà mọi thứ dưới bên dưới tao là sai. Mày phố tao, mày sai rồi, tao là đúng. Mày không chứng minh được rằng tao đúng, vì tao luôn đúng. thằng kia mày nói ý sai ý tao đúng không? Mày sai rồi. Các bạn ủng hộ thằng Cường đấy à? Đúng theo nghĩa đen vài tháng trước là cái phiên bản SG nhất của tôi, cái phiên bản mà tôi căm ghét nhất. Không thể tin được các bạn lại có thể ủng hộ thằng Cường. Tôi đã bảo với các bạn rằng nếu các bạn ủng hộ tôi chỉ vì tôi làm content phốt các YouTuber thì các bạn nên unsubscribe. Các bạn à, tôi rất buồn phải nói với các bạn rằng ACN của ngày xưa đã chết rồi. Sao? No!
Nếu chẳng may bạn có hứa gì đó với một vài đứa bạn và sau này nó bảo bạn giữ lời hứa đi, thì bạn hãy nói với nó thế này: mày thật sự thích thằng Đại ngày xưa hả? Thằng Đại ngày xưa chết rồi. Dạ. Cách dễ nhất để thất hứa. Alo. Hôm trước đấy mày có mượn tiền tao nhớ. Mày thật sự thích cái thằng Đại ngày xưa hả? Thằng Đại ngày xưa chết rồi. Tiền tao thì... I'm telling you, ACN is not guilty. Không phải lỗi của ACN. ACN hoàn toàn trong sạch. Nếu như bạn phú ACN thì bạn sai. How do you sure about that?